Bao biện. Đàn ông ai chẳng phải tập trung cho công việc, cho sự nghiệp. Nhưng mà nói như chú ấy, thì đừng lấy vợ sinh con đấy. Ngày trước tôi đã nói với chú, nếu cảm thấy không thể về nhà ăn với vợ con ở bữa cơm thì đừng cưới, vì có cưới cũng tan. Em xin lỗi. Lý do thực sự của chú là gì? Thời gian này công việc của em rất căng thẳng. Nhiều lúc em muốn chia sẻ với Thuận, nhưng mà cô ấy... Người khôn ngoan như chú ấy, thì phải biết cái gì quan trọng hơn. Chú kiếm thật nhiều tiền mà để mất vợ con gia đình. Thử hỏi tiền bạc chú kiếm được có ý nghĩa gì không? Anh nói em cứ như một thằng đàn ông tệ bạc ấy. Có phải em không biết cái gì là quan trọng đâu? Chú biết mà để con bé ra nông nỗi đấy à? Tôi khuyên thật, chú hãy trân trọng những gì mình đang có. Đừng có suy nghĩ viển vông, mơ mộng hão huyền, thả mồi bắt bóng. Con ơi, hay là để mẹ... Thôi, hôm nay con mệt rồi, không phải học bài nữa đâu. Con phải học, để có điểm bài kiểm tra hôm trước. Con cứ nghỉ ngơi đi. Ngày mai mẹ sẽ xin cô cho con nghỉ học một buổi nhá. Mai mẹ con mình đi đâu chơi nhá. Con muốn đi đâu? Con cứ suy nghĩ đi. Bây giờ mẹ ra làm đồ ăn cho con. Từ tối đến giờ con đã ăn gì đâu. Em ơi, tình hình con thế nào rồi? Phương ơi, mẹ làm xong trứng cho con. Phương ơi, Phương, Phương ơi. Con làm sao thế? Để anh bế con lên ngủ. Phương ơi, bố bé lên ngủ nhá. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, nhưng em có chịu nghe đâu. Lúc nào cũng thúc giục cằn nhằn, mở mắt ra bắt con học, thậm chí nó không có thời gian để thở nữa. Thế còn anh đã làm gì? Anh ở đâu những lúc con bé nó cần anh nhất? Thôi, không nói nữa. Đã nói rồi thì nói luôn đi. Cái nhà này có khác gì cái nhà trọ của anh không? Lúc nào anh cũng có lý do đi sớm về muộn. Hôm thì gặp chị đối tác, hôm thì gặp anh bên quận, hôm thì công việc, hôm thì tiếp khách, hôm thì... Em buồn cười thật đấy. Con xảy ra như thế này cũng là một phần do em. Mà tại sao em cứ chuyện nọ sọ chuyện kia thế nhỉ? Thì chính anh vừa trách em còn gì. Nhưng để em nhắc cho anh nhớ,
Con cũng là con của anh. Em hỏi anh đã chăm lo cho con bé được ngày nào chưa? Mọi việc liên quan đến con, em đều tự lo, tự quyết. Tại sao bây giờ em lại trách anh? Nếu như em không tự lo, không tự quyết thì anh có để ý đến con bé hay không? Đến thời gian dành cho cái gia đình này anh cũng không có cơ mà. Thôi. Anh đã đủ mệt lắm rồi. Sao em cứ mở mồm ra là đánh nghiến anh chứ nhỉ? Anh biết em rất căng thẳng và mệt mỏi. Nhưng em hãy hiểu cho anh, thời gian này rất cần tập trung vào giải quyết công việc. Em hãy chịu đựng qua thời gian này có được không? Nói thì dễ, những lúc con bé nó làm tổn thương chính mình thì anh đang ở đâu? Em gọi điện anh không nghe máy. Em chỉ cần anh làm được những điều này thôi. Anh về nhà ăn cơm mỗi tối với gia đình. Anh nghe điện thoại những lúc mẹ con em cần. Những điều đấy khó thế sao? Mất hết niềm tin vào đàn ông rồi cô ạ. Em ơi, cho thêm một bạn ốc nữa nhá. Còn một cái tin nào tin tưởng gì nữa ấy. Nếu cho thêm bát nước mắm nhiều xả nhiều ớt nhá. Cho nó cay xè chát xít ra, cho tê liệt hết mọi cảm xúc đi. Em nói chị rồi nhá, em chỉ cho chị buồn nốt hôm nay thôi. Mai là phải tập trung công việc cho em đấy. Cô xem ý, đấy, tôi giữ gìn cả cái sự ngây thơ trong sáng suốt bao nhiêu năm trời, cứ tưởng tìm được đúng người để mà mình trao thân gửi phận rồi.